Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với channel của 9.5.5 và mình là Bình Minh. Trong video này thì mình sẽ cùng đề xuất và review cho các bạn một cái sản phẩm đến từ nhà Mizia. Và trước khi mà bật mí cái sản phẩm đó là gì thì mình sẽ có một câu chuyện nho nhỏ nha. Khi mà ngồi trong căn phòng máy lạnh rất là lâu thì da của mình sẽ bị khô, và thoa kem dưỡng ẩm đi chăng nữa thì nó cũng sẽ bị khô và cảm thấy hơi khó chịu. Vậy thì mình muốn tìm kiếm một cái thiết bị mà nó sẽ có một cái độ ẩm trong căn phòng của mình nhiều hơn một tí để hạn chế được cái tình trạng bị khô da. Và cái sản phẩm này đây chỉ là một cái chiếc máy tạo độ ẩm đến từ nhà Mizia. Và với cái chiếc máy tạo độ ẩm này thì mình cảm thấy rất là ok, tại vì mình sẽ rót nước trực tiếp luôn ngay cả cái phần nắp trên của thiết bị mà không cần phải châm vào cái phần phía dưới của chiếc máy tạo độ ẩm so với những cái phiên bản trước mà mình có review rồi. Và với cái chiếc máy tạo độ ẩm Mizia mà ngày hôm nay các bạn đang thấy thì nó sẽ có một cái thiết kế là bo tròn ở các góc, dạng như hình trụ nhưng mà nó không phải là theo cái chiều cao so với những cái phiên bản trước mà các bạn hay nhìn thấy. Và ở phần phía bên hông, các bạn sẽ quan sát được cái mực nước và maximum mà chúng ta có thể cân đo điều chỉnh được đó, là nó sẽ là 2,2 lít khi mà các bạn châm nước vô. Maximum thì nó sẽ báo cho mình nha, để cho các bạn thấy là nếu như các bạn để cạn nước thì cái đèn tín hiệu ở phía trước này nè, đó, ở đây nó sẽ đồng thời chớp ba cái đèn sáng luôn để cho các bạn có thể châm nước thêm. Và khi mà các bạn để cao quá thì nó cũng sẽ hiển thị lên ba cái thông tin đèn sáng này để cho các bạn thấy là đã quá mức tải rồi. Và ở đây mình sẽ thấy là nó sẽ có ba cái mức đèn để cho các bạn có thể tùy chỉnh được cái lượng hơi nước, hơi cái tạo độ ẩm mà nó tỏa ra. Ví dụ như khi mà các bạn chỉnh ở cái mức độ 1 á thì cái lượng hơi ẩm của nó sẽ là mức vừa phải, và chỉnh độ 2 thì ở cái mức độ thứ 2 á thì lượng hơi ẩm của nó sẽ nhiều, và tương tự như vậy ở cái mức độ thứ 3 thì cái lượng hơi ẩm của nó sẽ phủ đầy hơn. Và với cái chiếc máy tạo độ ẩm này á thì nó sẽ không phải là kiểu như cái lượng hơi độ ẩm của nó sẽ lan tỏa đều trong không khí, chứ nó không phải bị nhỏ giọt cũng như là nó không có bị khói trắng khi mà các bạn sử dụng. Rồi, và bây giờ có một cái điểm nữa mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, đó chính là so với những cái phiên bản máy tạo độ ẩm trước đây á, chắc chắn nó sẽ không có cái hệ thống loại lọc. Và riêng với cái phiên bản này thì nó sẽ có cái hệ thống loại lọc để cho các bạn có thể hạn chế được cái tình trạng vi khuẩn nè, hoặc là những cái cặn bẩn, cấu bẩn nó ảnh hưởng đến máy. Đây là cái loại lọc của nó. Trông nó đơn giản vậy thôi nhưng mà nó sẽ rất là hữu ích cho mọi người đó. Kiểu như là khi mà cái lượng hơi nước đưa lên đó, nó sẽ được lọc sạch hơn và tinh khiết hơn, và nó sẽ kiểu như vô hại hơn cho làn da của mình khi mà chúng ta sử dụng. Và với cái bộ lọc này thì các bạn có thể lấy ra vệ sinh được, giặt rửa được, chùi được. Đó, đây. Như hồi nãy mình đã giới thiệu với các bạn về cái thiết kế của cái chiếc máy này rồi đúng không? Nhưng mà phần trên thì mình chưa có giới thiệu. Đây, mình sẽ để cho các bạn nhìn nè. Ở đây lại là vị trí để cho mình có thể châm nước, và nó sẽ có một cánh quạt để giúp đưa được cái lượng hơi nước lên trên lan tỏa một cách đều nhất. Và nó sẽ có hệ thống là loại kép lận mọi người, nó vừa đưa nước lên và nó vừa lan tỏa ra một cách rất là đồng đều. Bởi vậy thì cái lượng hơi độ ẩm của nó sẽ đạt được là 240ml trong vòng 1 giờ đồng hồ, đảm bảo được cái duy trì cái mức độ ẩm của mình là 60% RH trong căn phòng của gia đình mình. Và với cái chiếc máy tạo độ ẩm của nhà Mizia mình đang review cho các bạn thì mình có thể sử dụng thông qua cái thao tác truyền thống là bằng những cái nút chạm có ở trên phần thân máy, và các bạn có thể sử dụng được thông qua kết nối app của Mi Home nữa. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành kết nối luôn nha. Ok, sau khi kết nối đây, quét thiết bị, các bạn có thể dò tìm thiết bị gần kề hoặc là chúng ta có thể quét mã QR có ở trên catalog của sản phẩm luôn. Và khi mà mình quét xong thì nó sẽ hiển thị lên cái thông tin như thế này. Mình sẽ nhập mật khẩu, chọn cái chế độ, chọn cái wifi mà các bạn kết nối. Rồi, và nó sẽ hiển thị lên cho mình các cái chỉ dẫn như là hãy để điện thoại di động gần với thiết bị gần nhất có thể. Ok mọi người, và đây là giao diện sau khi mà mình đã kết nối thành công. Và ở đây nó sẽ có một cái giao diện màu xanh như thế này, rất là dễ nhìn. Nó tối giản hết tất cả những cái thao tác cũng như là hình ảnh để cho các bạn có thể dễ dàng quan sát. Ở đây là nó đang cảnh báo với mình là hiện tại cái buồng chứa nước của tôi đang trống nè, nên tôi không có thể thực hiện được cái thao tác automatic mặc định cài đặt. Và nó sẽ duy trì được cái mức độ phần trăm độ ẩm của nó là 57 cho đến là 60% RH nha các bạn nha. Ở đây là một cái nút tắt mở để cho các bạn có thể tùy chỉnh. Ở dưới này là các level khác nhau, level 1, level 2 và cái chế độ home modify duy trì cái độ ẩm cho căn phòng của gia đình mình. Rồi, ở này để cho các bạn có thể cài và mặc định được cái lịch, ví dụ như là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó. Nếu như khi mà các bạn mặc định là khi nào mà mày phun tỏa độ ẩm ra
thì mình có thể đặt cái mindset này cho nó. Sau khi mình đã đổ một cái ca nước thì ngay lập tức ở trên này nó sẽ tắt ngay, nó tắt ngay cái thông báo là cái khoang nước của tôi đang trống rồi các bạn. Mình không cần phải bấm mở gì cả và nó tự động cảm biến luôn và xác nhận với lại ứng dụng luôn là mình đã sẵn sàng để có thể làm việc rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử thao tác bằng đây. Ở này nó sẽ có một cái cánh quạt để giúp đưa và lan tỏa được cái độ ẩm lên trên cái luồng không khí ở phía trên cho các bạn nè. Và như hồi nãy mình có giới thiệu với các bạn, đây là một cái chiếc máy tạo độ ẩm thông minh của nhà Mizea. Nhưng mà với những cái phiên bản trước đây mà các bạn hay thấy là với một cái chiếc máy tạo độ ẩm á, thì khi mà tạo độ ẩm thì nó sẽ có một cái lượng hơi bay bay bốc 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 lên đúng không? Nhưng mà với chiếc máy này thì không. Nhưng mà khi mà các bạn đặt gần lên như thế này là cảm nhận được á, thì nó vẫn có một cái sự mát của hơi nước lan tỏa ra. Mình có thể nôm na và ví von nó giống như là một cái chiếc quạt hơi nước vậy đó mọi người. Nhưng mà khi mà mình đưa lên cao như thế này, mình vẫn cảm nhận được cái độ ẩm của cái máy này nó xuất phát ra cũng như là nó đưa ra ngoài không khí. Thì mình bản thân mình đó thì mình chưa có trải nghiệm về một cái chiếc máy tạo độ ẩm với một cái phiên bản mới như thế này. Cho nên là mình cũng không biết là phải mô tả như thế nào với các bạn. Nhưng mà tất cả những cái trải nghiệm của mình về cái sản phẩm này thì mình đã vừa chia sẻ với các bạn hết rồi. Và nếu như các bạn nào mà mình đã và đang cái sử dụng sản phẩm này rồi á, mình có cái cảm nhận hay gì, kinh nghiệm gì sử dụng thì mình hãy có thể comment bên dưới phần bình luận nha. Và với một cái chiếc với cái dung tích của nó là 2,2 lít thì các bạn có thể sử dụng được thoải mái. Với một lần chăm thôi là mình đã sử dụng được lên 19 giờ đồng hồ rồi. Và tất cả những thông tin vừa rồi thì mình vừa chia sẻ với các bạn về một cái chiếc máy tạo độ ẩm thông minh của nhà Mizea. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình trong hết video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.